Xin chào tất cả quý khán giả thân thương của kênh MC Khánh Linh USA. Cảm ơn quý vị đã cùng đồng hành và ủng hộ Khánh Linh trong suốt thời gian vừa qua. Chương trình Chuyện Gì Hot cũng như những chương trình trong kênh MC Khánh Linh USA được bảo trợ bởi trung tâm New Horizon Academy, là một trung tâm dạy kèm cho các em từ kindergarten đến năm thứ hai đại học bằng hình thức online từ năm 2009 đến bây giờ. Và hiện tại trung tâm đang cần mướn rất là nhiều những tutor, những giáo viên có thể dạy các em, có thể là những sinh viên ưu tú của các trường đại học trên 50 tiểu bang của nước Mỹ. Nếu các anh chị em đang có cần em, đang cần những công việc part time thì có thể email resume về cái địa chỉ bên dưới quý vị nhé. Thưa quý vị, thì trong ngày hôm nay Khánh Linh như đã hứa hẹn thì sẽ gửi đến quý vị thông tin chi tiết chính xác hơn về cái việc chính quyền của ông Tổng thống Biden sẽ gửi ra những cái test kit free, hay là chúng ta là những người có bảo hiểm thì làm sao tôi có thể đi mua những cái test kit tại nhà của mình mà không phải tốn phí như thế nào, ai được điều kiện như thế nào, một tháng tôi được mua bao nhiêu hay là trả tiền như thế nào. Thì xin mời quý vị cùng theo dõi trong video này nhé. Quý vị đang theo dõi kênh YouTube MC Khánh Linh USA. Khánh Linh hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Atlanta, tiểu bang Georgia của Mỹ. Chào mừng quý vị đang đến với chương trình Chuyện Gì Hot với phương châm giúp đỡ cộng đồng và nói không với fake news và COVID. Còn chần chừ gì nữa nào? Hãy cùng đăng ký kênh và bấm vào cái chuông để quý vị sẽ là những người đầu tiên theo dõi những tin tức cập nhật mới nhé. Thưa quý vị, thì trong thứ hai vừa qua thì chính quyền của ông Tổng thống Biden đã công bố về cái kế hoạch của ông để các công ty bảo hiểm có thể trả tiền cho những cái bộ kit, bộ test kit COVID tại nhà của mình. À, thưa quý vị, có get free hay không? À, chắc chắn là được free quý vị, chắc chắn luôn. Khánh Linh chắc chắn một điều, bằng cách này hay bằng cách khác thôi nhưng sẽ được free nha quý vị nha. Thì chính thức là vào thứ Bảy này, 15 tây tháng 1 là cái ngày bắt đầu có những cái COVID kit test free nha quý vị nhé. Thì điều đầu tiên đó là chính quyền của ông Tổng thống Biden nói đây là một cái chương trình mới áp dụng và yêu cầu tất cả những cái công ty bảo hiểm, những cái health plan của những cái công ty bảo hiểm mà chúng ta đã mua rồi phải cover hết cái tiền, cover cái cost của cái test cho những cái thành viên mà đã có bảo hiểm với công ty của họ. Và những ai mà hiện tại là mua bảo hiểm không qua cái công ty của mình, không thông qua cái công ty hay chỗ làm của mình, mà mình mua bảo hiểm bên ngoài đó, thì mình cũng được cái test kit đó free luôn. À, được free luôn nha. Cũng qua cái công ty bảo hiểm mà mình mua bên ngoài đó quý vị. Và những cái bảo hiểm như là Medicaid của con nít Pittsburgh hay là những cái tiểu bang có những cái chương trình bảo hiểm mà dành cho những cái người mà low income, những đứa trẻ low income thì cũng được cover luôn cho cái phần này, được free nếu mà quý vị mua những cái test kit về test cho con mình hay cho gia đình của mình thì cũng được free luôn. Nhưng trong cái chương trình mới này thì người ta không tính về cái việc Medicare. Những ai đang có những cái chương trình Medicare truyền thống đó, quý vị, thì sẽ không được cover trong cái chương trình của chính quyền ông Biden này. Tại sao? Tại sao rồi vậy? Làm sao những cái người đó có được free bây giờ? Xin thưa quý vị cũng có thể đi đến những cái cơ sở y tế cộng đồng hay là những cái facility, những cái hospital hay là những cái y tế mà gọi là dành cho Medicare đó, dành cho chương trình Medicare, quý vị có thể đến đó để có được những cái test kit đó thử ở nhà được miễn phí nha quý vị ha. Đó, chỉ có cái cách đó thôi à quý vị. Còn đối với những ai đang có Medicare Advantage, là cái plan Advantage nha quý vị, cần phải gọi hỏi coi cái plan của mình có được mua ở bên ngoài hay không. À, cái đó mình phải gọi hỏi nha. Cái này thì không có chắc chắn là họ sẽ cover hay không, nhưng mình phải gọi trực tiếp mình hỏi cái plan đó nó có cover như không. Và bây giờ cái câu hỏi nữa là những cái test nào thì được cover trong cái phần bảo hiểm và mua bao nhiêu thì được. Thưa quý vị, thì trên thị trường nó có nhiều loại lắm, nhưng mà loại nào mà nó được FDA approve thì là được nha quý vị, được cover, được trả tiền lại 100% hay là được free hoàn toàn nha quý vị nha. Và cái loại hiện tại Khánh Linh thấy là Buy Next Now đó.
Và Khánh Linh thấy là đa số thông dụng là cái loại mà ngoáy cái mũi đó, xong rồi đợi 10-15 phút là chúng ta biết kết quả nha quý vị nhé. Và bao nhiêu cái test thưa quý vị, một người bình thường một tháng sẽ được công ty bảo hiểm cover cho 8 cái test. Nếu một gia đình mình có 4 người thì bao nhiêu quý vị? 32 cái test cho một tháng nha quý vị nha. Cái này là xài sao hết quý vị, xài sao hết. 8 cái là ít nhất là 2-3 ngày test một lần hả quý vị? Để mới đủ hết 8 cái nha quý vị nha. Và quan trọng bây giờ cái câu hỏi nè quý vị, là mình có cần phải có bảo hiểm thì mới được mua hay không? Chúng ta sẽ có hai cách, hiện tại họ nói là chúng ta sẽ có hai cách để trả tiền. Một là chúng ta sẽ tới cái pharmacy đó chúng ta mua, rồi chúng ta đưa cái thẻ bảo hiểm của chúng ta cho họ, rồi họ scan hay họ làm gì đó, rồi chúng ta không cần trả tiền, chúng ta đi về chúng ta lấy cái test về thôi ha, là chúng ta xài. Cách thứ hai là chúng ta tới cái pharmacy đó, chúng ta chọn cái test xong chúng ta trả tiền, rồi chúng ta giữ receipt, rồi chúng ta về, rồi chúng ta claim lại với bảo hiểm của chúng ta. Thì dĩ nhiên ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ dành cho người khác đi đúng không? Cho nên thì ai mà chọn cách số 2 quý vị, trời ơi, claim bảo hiểm phiền gần chết à. Nhưng xin thưa quý vị, hiện tại là người ta nói bắt đầu ngày 15 tới tháng 1, nhưng cái vấn đề vẫn còn đang rất là cập rập nè. Chính quyền của Biden hiện tại vẫn còn đang bàn thảo với những cái công ty pharmacy, những cái nhà thuốc như là CVS, Walgreens, Walmart này nọ, phải làm sao có một cái system khi mà cái người mà có bảo hiểm, khi người ta tới, người ta mua là scan cái hệ thống một cái là có thể họ không cần trả tiền gì hết, là họ được lấy cái đó cho miễn phí rồi. Nhưng mà không biết làm sao, chắc họ chưa có làm được, thì họ chưa có công bố nha quý vị nha. Những cái pharmacy này hiện tại họ vẫn còn đang chờ những cái hướng dẫn của bên chính quyền ông Tổng thống Biden. Còn cái việc mà bây giờ mình mua đó, rồi mình muốn claim lại tiền của bên bảo hiểm đó, thì thứ bảy này sẽ bắt đầu. Thì khi quý vị tới những cái pharmacy đó, quý vị trả tiền, nếu những cái pharmacy đó không có cái hệ thống mà giống như là track làm sao mà được free rồi không cần phải trả tiền á, thì chúng ta cần phải làm gì? Thì chúng ta cứ chuẩn trả tiền như bình thường, rồi chúng ta claim vậy với bảo hiểm, chúng ta giữ lại những cái receipt, rồi chúng ta submit cái claim với bảo hiểm. Thì cũng tùy nha, tùy cái công ty bảo hiểm người ta cho phép mình là trả trước hay là claim lại hay như thế nào đó nha quý vị nha. Nhưng mà bên chính quyền Biden hiện tại họ cũng đang make a deal với những cái công ty pharmacy, những cái CVS pharmacy là sao quý vị? Nếu mà cho người ta, nếu mà set up như thế nào đó mà cho người ta không cần phải trả tiền khi người ta tới người ta mua đó quý vị, thì những cái công ty đó, những cái test kit đó sẽ được reimburse là 12 đồng thôi. Còn nếu mà chọn cái cách mà khó khăn cho người khác quá là phải trả tiền rồi claim lại như vậy đó, thì những cái công ty bảo hiểm đó phải hoàn toàn cover cái phí của cái test hết luôn, hơn 12 đồng, hoặc là hoàn toàn cái tiền cái test là bao nhiêu là công ty bảo hiểm phải trả lại hết luôn. Có thể là cái cách một á là trả chỉ 12 đồng thôi, là có nghĩa là một cái phần nào đó chính phủ sẽ subsidize, chính phủ sẽ hỗ trợ, chính phủ sẽ trả lại cái phần đó cho công ty bảo hiểm. Nếu mà deal với chính phủ như vậy, nếu mà cho cái cách một ha quý vị ha. Nếu những ai không có bảo hiểm thì có được những cái test kit đó free hay không? Thưa quý vị, không. Không được nha quý vị, trong cái kế hoạch này là không được, trong cái chương trình này là không được thưa quý vị. Những ai mà không có bảo hiểm đó thì chúng ta có thể đi đến những cái nơi mà y tế cộng đồng người ta phát free cho chúng ta, hay những cái county hiện tại là Khánh Linh thấy là họ có nhập về rất là nhiều những cái free test kit đó quý vị, để chúng ta có thể lấy. Hoặc là đợi khi cái website mà của ông Biden nói là hứa hẹn sẽ gửi lên, đưa lên để cho mình vô trong đó mình xin cái test kit đó, xong họ sẽ gửi về nhà cho mình là có 500 triệu cái đó quý vị. Thì cái đó là ai có bảo hiểm hay không có bảo hiểm mình vẫn lên trên đó mình xin cũng được luôn, mình vào trên đó mình request người ta gửi về cho mình cũng được luôn nha. Thì tới thời điểm hiện tại người ta vẫn còn hứa hẹn là cái website này tới gần cuối tháng 1 mới có lận quý vị. Nếu vậy trong trường hợp trước ngày 15 tới tháng 1 mà tôi muốn mua những cái test này như vậy thì tôi có được reimburse, tôi có được trả tiền lại hay không? Xin thưa,
quý vị phải liên lạc với công ty của bảo hiểm của quý vị để xem họ có trả lại hay không. Nhưng mà trước ngày 15 tháng 1 thì chính quyền Biden không bắt buộc các công ty bảo hiểm phải trả cho cái test này nếu chúng ta mua trước ngày 15 tháng 1 quý vị nhé. Mới đầu là nói là đầu tháng 1, bây giờ tới 15 tới tháng 1 mà cái test kit thì phải đợi tới gần cuối tháng 1 website nó mới lên thì mới xin được. Thì chắc Khánh Linh nghĩ là phải tới đầu tháng 2 quý vị mới nhận được cái test kit này quá. Hy vọng là những thông tin Khánh Linh gửi đến cho quý vị biết được về cái test kit mà chúng ta mua over the counter, có nghĩa là ra cái tiệm pharmacy xong mình thấy nó bán thì trên kệ đó thì mình mua về mình được reimburse như thế nào, cách như thế nào, thì cho quý vị có một cái khái niệm về việc mà chính quyền Biden hiện tại đang giúp cho mọi người để mà có được những cái test kit để mà chúng ta có thể thử. Tại vì các nhà khoa học nói là thời điểm giữa tháng 1 đó quý vị là cái thời điểm mà nhiều người sẽ bị nhất, và họ thấy là bên châu Phi trong vòng 1 tháng rưỡi thôi, những cái người mà người ta lây nhiễm Omicron á, người ta lây nhiễm hết hết luôn, hết người luôn, đến nỗi mà hết rồi bây giờ đâu còn lây cho ai được nữa đâu. Cho nên cái tỷ lệ nhiễm Omicron ở bên châu Phi giờ giảm xuống rất là thấp luôn. Và các nhà khoa học cũng nói là có thể là sau tháng 1 hay qua tháng 2 ấy, là Omicron của nước Mỹ ca nhiễm sẽ giảm xuống rất 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 là nhiều luôn. Tại chắc có thể không còn ai nhiễm hết, ai cũng bị bệnh hết rồi, không còn ai nhiễm nữa hết, tái nhiễm gì hết, thì nó sẽ có cái số nó giảm xuống. Cảm ơn quý vị thật nhiều. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Chuyện gì hot kỳ sau quý vị nhé. Chúc quý vị một ngày bình an và làm việc thật là vui vẻ. Cùng ủng hộ Khánh Linh và share video này quý vị nhé. Xin chào. Xin chào, tôi năm nay 56 tuổi, tôi đang sinh sống tại Toronto, Canada. Tôi đã tham gia lớp học online ESL người lớn tại trung tâm New Region. Sau thời gian học thì tôi cảm thấy tôi tự tin hơn khi tôi giao tiếp với người bản xứ như đi chợ, đi ngân hàng, đi làm. Tôi xin chân thành cảm ơn tất cả các giáo viên tại trung tâm đã giảng dạy cho giúp tôi có những bài học sát với thực tế, giúp cho tôi sớm hòa nhập với cộng đồng.